các cổ động viên đến từ huyện Hưng Nguyên đã thả tim. Hưng Nguyên phản công. Phan Ngọc Anh dứt điểm. Tỷ số vào lúc này vẫn đang là một đều. Rất khéo Phan Ngọc Anh, rất chị, dứt điểm. Vào, không được. Thủ môn của Tân Kỳ đã trổ tài, khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương rất tốt với cái chân trái của mình. Như vậy là 40 phút chính thức của trận đấu đã khép lại với